À, lão bá, con hồ ly này trông đáng thương quá. Hay ông bán nó cho tôi đi. Ây da, công tử à, không được đâu, tôi phải đem nó cho Thúy Hương Lầu rồi. Hay là vậy, tôi trả ông thêm một quan tiền nữa, được không? Thôi vậy cũng được. Nè tiểu hồ ly, người hãy mau về nhà đi, cẩn thận đừng để bị bắt nữa đó, biết chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.